nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay ngày 13 Tây tháng 9, chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Thánh Gioan, thành Antiochia, và tiếng Việt chúng ta hay dịch là Thánh Gioan Kim Khẩu, bởi vì lời của Ngài, môi miệng của Ngài và những gì Ngài truyền giảng như là một thứ vàng ngọc quý giá để đem lại cho chúng ta những điều hay, những điều đẹp, những giá trị tốt về mặt đức tin, về mặt lời Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một mẫu gương thánh thiện và cũng là một mẫu gương đạo đức ở trong đời sống. Trong những lời nói của Ngài, Ngài cũng được chọn làm bổn mạng của các nhà giảng thuyết. Vì thế giờ đây, trước khi bắt đầu thánh lễ, chúng ta xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Kim Khẩu ban cho mọi người chúng ta biết dùng môi miệng của mình để làm sáng danh Chúa, để ca ngợi Chúa và để luôn luôn nói điều hay, ý đẹp, điều tốt, điều yêu thương xuất phát từ môi miệng của chúng ta. Hiệp nguyện trong thánh lễ sáng hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện với các ý lễ. Cầu cho linh hồn Maria nhân ngày giỗ và linh hồn Giuse. Xin tạ ơn Ba Đấng, xin ơn như ý Chúa. Cầu cho linh hồn ông bà tổ tiên và các đặng linh hồn. Xin ơn sức khỏe, ơn chữa lành, ơn bình an cho gia đình, cho người thân và cầu như ý. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn sức mạnh cho những kẻ cay trong, Chúa đã ban cho giáo hội một khuôn mặt sang chói là Thánh Giám Mục Anh Gioan Kim Khẩu. Nhờ tài hùng biện la lùng và lòng can đảm hiên ngang trước mọi cơn thử thách, xin Chúa cùng ban cho chúng con được thấm nhuần lời thánh nhân giảng dạy và có sức chịu đựng như người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một thánh thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân thể xác. Cho dầu Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một thánh thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể mà là nhiều chi thể. Phần anh em,
anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể người, mỗi người theo phần sự mình. Có những người Thiên Chúa đã thiết lập trong hội thánh, trước hết là các tông đồ, thứ đến là các tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ, kẻ đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quảng trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư? Anh em hãy cần nhẫn mẫn sao cho được những ân điểm cao trọng hơn. Đó là lời Chúa. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Toàn thể địa cầu hãy gieo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ. Hãy vào trước hiên nhan với lòng hân hoan khoái cha. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính người đã tạo tác thân ta và ta thuộc quyền sở hữu của người. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy vào chủ quan nhà ngươi với lời khen ngợi và hành lang với khúc ca vui. Hãy tán dương, hãy chúc tụng danh người. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Vì Thiên Chúa người thiên hào, lòng từ bi người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín người còn tới muôn thế hệ. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Alleluia, Alleluia. Lạy Cha là Chúa trời đất, con sung tôn Cha vì Cha đã mặc tại những màu nhiệm nước trời cho những kẻ bé. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh lạy Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến một thành gọi là Na-in. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với người. Khi người đến gần cửa thành thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà quả kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: đừng khóc nữa. Đoạn tiến lại gần, người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ người phán: hỡi thanh niên,
ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thông viếng dân người, và việc này đã loan truyền danh tiếng người trong toàn cõi Judea và khắp vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Thánh Gioan Kim Khẩu mà giáo hội cho chúng ta mừng kính hôm nay, Ngài sinh ra vào năm 349 và Ngài mất vào ngày 14 tháng 9 năm 407. Ngài sinh ra trong một gia đình thuộc vùng Antioquia của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, trong một gia đình khá giả giàu có thể nói là quý tộc, và Ngài được vung dưỡng một đời sống tốt lành, tri thức và đạo đức trong môi trường gia đình ấy. Tuy rằng cha Ngài chết sớm, nhưng với một người mẹ mẫu mực, đạo đức tốt lành, đã để lại cho Ngài những tấm gương sáng. Ngài đã yêu mến đời sống dâng hiến tu trì, để rồi Ngài đi vào con đường dâng hiến đó với một chuẩn mực nhất định của một con người và của một giáo sĩ. Ngài được chọn làm giám mục khi Ngài mới 50 tuổi. Cuộc đời của Ngài cũng không dài. Ngài làm giám mục được 8 năm thì Ngài qua đời vào ngày 14 tháng 9 năm 407. Cái chết của Ngài là một cái chết có thể nói đau thương, nhưng cũng có thể nói là anh dũng. Là bởi vì khi làm giám mục, Ngài đã theo gương của Thánh Phaolô để củng cố giáo hội địa phương mà Ngài coi sóc, từ hàng giáo sĩ cho đến giáo dân. Và rồi Ngài cổ vũ cho một đường lối sống đạo đức, sống chân thật, sống đúng mực và công bằng. Chính vì sự công bằng ấy mà Ngài đã phải chống đối các bè rối như Ario hay là Antioch. Để rồi từ những sự chống đối đó, người ta dễ ghét Ngài, và Ngài bị lưu đày cho đến chết ở tại vùng đất Ngài bị lưu đày. Ngài để lại một đời sống, một mẫu gương, cũng như những bài giảng thuyết và kể cả những sách vở có thể nói làm lay động lòng người, có thể nói được nhiều người đón nhận và cũng được nhiều người học hỏi để được biến đổi cuộc sống. Chúng ta dùng tiếng Việt hai cái từ kim khẩu. Khẩu là miệng, là những lời từ miệng nói ra. Ông bà ta hay nói khẩu nghiệp, tức là những cái lời độc địa, chua cay. Nhưng với Thánh Gioan Kim Khẩu thì đó là những lời vàng, lời ngọc. Kim là vàng, là ngọc. Và những lời của Ngài, nếu không nói quá, đó là những lời luôn luôn đúng, đầy đủ và tốt đẹp, không dư thừa, luôn luôn hướng về những chân giá trị tốt. Môi miệng và những lời thốt ra đều tốt đẹp thì còn gì bằng. Thánh nhân đã sống trọn vẹn với Chúa, cho Chúa và cùng với giáo hội, cho giáo hội, trong chức vị của mình,
trong bổn phận và sứ vụ của mình. Một câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: tại sao Ngài có thể sống tốt như thế? Tại sao Ngài có thể nói những điều đẹp như thế? Và động lực nào để Ngài sẵn sàng sống trọn vẹn như vậy? Nếu chúng ta nép mình ở trong lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều lý do để chúng ta phải sống như thế và muốn sống như thế. Lý do mà chúng ta nêu lên ở đây có thể nói là chính yếu. Đó chính là chúng ta phải nhìn nhận về một Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta. Ngài luôn yêu thương để rồi Ngài chạnh lòng, theo như trình thuật của Tin Mừng hôm nay. Ngài chạnh lòng trước cái chết của một người thanh niên, là một người con của một bà quá, đã không có chồng, giờ đây có một đứa con nó cũng chết. Lá vàng thì ở trên cây, nhưng mà lá xanh thì đã rụng rồi. Nên nhiều người đi theo để đưa tiễn, để an ủi bà. Chúa chạnh lòng thương, và Chúa đã làm phép lạ để cho cậu bé sống lại. Cậu thanh niên này sống lại, nhưng rồi sẽ chết. Nhưng điều quan trọng là tình thương của Chúa đã chạnh lòng, và khả năng của Chúa đã được minh chứng, để rồi người ta thán phục, người ta ca ngợi. Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Một phép lạ không phải để chứng minh Ngài tài giỏi, không để cho người khác ca ngợi mình, nhưng là để người ta tin rằng một Thiên Chúa đã đến với dân của người. Thánh Gioan Kim Khẩu cũng đã xác tín như thế trong cuộc đời của mình, khi Ngài chấp nhận dẫn thân đi vào con đường tu trì, khi Ngài đã để cho cuộc đời của mình sống thuộc về giáo hội, sống cho giáo hội, và để minh chứng những điều tốt đẹp trong giáo hội, khi Ngài chống lại các bè rối, khi Ngài chống lại những tư tưởng xấu, những sự tham lam của các vương quyền, và rồi Ngài chấp nhận đi đến tận cùng của sự dâng hiến ấy là một cái chết. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã nâng Ngài lên bậc tiến sĩ hội thánh, và đã chọn Ngài làm bổn mạng của các nhà giảng thuyết. Với một thân phận con người, nhưng thân phận đó đã thuộc về Chúa, đã để cho Chúa uốn nắn qua tri thức, qua môi miệng, qua đời sống, đạo đức. Vậy chúng ta đáng để ca ngợi Ngài, đáng để học theo Ngài, và cũng đáng để bắt chước Ngài. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong khiêm tốn biết nhìn ra chân giá trị của cuộc sống, biết nhìn ra sứ mạng của mình mà Chúa đã trao phó cho từng người, trong lời ăn tiếng nói, trong việc làm, trong suy nghĩ, trong khả năng của mình, để chúng ta phục vụ cho thánh ý Chúa, phục vụ cho nước trời, cho chính chúng ta thuộc về nước trời ấy, và cho anh chị em của chúng ta, để chúng ta cùng được hạnh phúc với thánh nhân trên quê trời. Amen. Dâng dâng Chúa Trời, lúa thơm nhỏ chín.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin dù thương chấp nhận của lễ chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa nhân ngày lời kinh Thánh Gioan Kim Khâu, trung thành với giáo huấn của thánh nhân, chúng con muốn hiến trọn thân mình cùng với của lễ dâng lên Chúa đây. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ Thánh Gioan Kim Khâu, để nhờ gượng sang đời sống đạo đức của Ngài, Chúa cùng cô hội thánh, nhờ lời giảng dạy Chúa giao huân và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn hội thánh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng hư đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiền. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiếng xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Giuse và Đức Cha Phêrô cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Maria và linh hồn Giuse, linh hồn ông bà tổ tiên, các ân nhân thân nhân và các đặng linh hồn là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ cùng toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: xin cho để chúng con sang trước cam dỗ, lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tôi trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Cõi chẳng đăng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa khoan một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống đến đời. Song lê với vì bây giờ con.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ Kinh Thánh Gioan Kim Khâu, chúng con vừa chia sẻ mình và mạo thân Chúa Kitô, ước chi bí tích này làm cho chúng con ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa và giúp chúng con can đảm làm chứng cho Chúa là sự thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin lưu ý lại với cộng đoàn, ngày mai chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ ở bậc lễ kính Si Tôn Thánh Giá Chúa, và ngày mốt thì chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Chiều hôm nay thì giáo xứ chúng ta lúc 7:30 tối sẽ có đọc kinh đài Đức Mẹ. Chúng ta cố gắng tham dự các thánh lễ cũng như các giờ đạo đức cho đông đủ và sốt sắng. Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.